Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang đã được thông xe kỹ thuật hôm 15 tháng 10. Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51 km, rộng 17 m, được xây dựng theo chuẩn đường cao tốc loại A, có 4 làn xe ô tô lưu thông với vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án tại km 02-104-11 thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, kết nối với dự án xây dựng cầu Vàm Cống đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Điểm cuối dự án tại km 53+553 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, kết nối với dự án tuyến tránh Rạch Giá. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư 6.355 tỷ đồng. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. Các đơn vị thi công đang khẩn trương tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để chính thức đưa vào khai thác vào cuối năm nay theo đúng tiến độ phê duyệt. Tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Cần Thơ cùng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, hai địa phương phải hết sức chủ động hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra một tuyến mới kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Tây Nam Bộ. Trong giai đoạn tới, giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại với một loạt các dự án giao thông khác đang và chuẩn bị triển khai như tuyến An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đối đồng bộ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phần nào đáp ứng được mong mỏi của hơn 20 triệu đồng bào khu vực Tây Nam Bộ.